Rừng thông Đà Lạt, toàn những cây rừng thông, rừng già. Nơi đây mới chính là đặc thù của Đà Lạt này, chứ không phải là những cái công trình mà gọi là con người kiến tạo, mà chính là cái rừng thông nổi bật của rừng thông, là nó là đại diện cho Đà Lạt. Toàn cây thông to này, cây thông này phải mấy chục năm rồi đấy. Đây, lang thang vào rừng thông nhé. Đấy, rất là rộng. Gọi là mọi người lên Đà Lạt mà đi tour ấy thì chỉ quanh quanh mấy cái công viên, rồi là mấy cái công trình kiến trúc do con người tạo nên thôi. Nhưng mà mình thì mình không thích. Đến những nơi này thanh bình, không một bóng người, đi sâu vào trong này mới thích này.